Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của Khang để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai đây quý vị ơi. To có nhỏ có như quý vị, đặc biệt là đế ha, đế nơm, đế lực luôn ha. Thầy chào Khang. Rồi, chào anh, chào cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Bữa nay em về được một số mai phô như cô chú anh chị. Mai này mai giảo bông 52 cánh như cô chú anh chị. Hình thức em bao sóng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Số điện thoại em là 0366179776 là số Zalo của em nha cô chú anh chị. Rồi em mới đầu tiên em vô lô trước cô chú anh chị ơi. Vâng. Lô em được 3 lô ha. Rồi. Lô lô này em lô số 1 đi. 6 cây ha. 6 cây. Sao nó đẹp đẹp không ạ cô chú anh chị? Dán bẻ lắc đây quý vị. Để cũng nôm ha, cũng kính đế ha. Rồi mình cho cái hoành em to em nhỏ đi ha. Em thấy cũng đều đều không à, mà đo đại á. Cây này em đổ nè. Đổ. Hoành gần 17 tính 16 rồi. 16 hoành nè. Nó em thấy cũng đều đều không à, 16 nè. 16 nè. Em này bự. Em bự hơn xíu, này 19. 19. Em này chắc út bé quá. Mà út bé mà đế đẹp nha, 14 hoành. 16 tới 10, 14 tới 19 đi cô chú anh chị ơi. Em thấy nó cũng đều đều không à. Này cũng 15 á, gần 15. Này 14. 14 cái 19 hoành ha. Ừ. Dán bẻ lắc để. Qua wow, trời đế đẹp luôn cô chú anh chị. Này năm nay có một em đổ đây quý vị. Rồi lô số 1 của chú anh chị ơi. Lô em này em đổ nè, đổ đế đẹp. À, đồn lên cao xuống đổ xuống rồi ha. Qua wow, trời cái bộ đế của chú anh chị ơi. Rồi, để mình vô lưu cái lô này. Lô em vô lưu 6 cây này 2 triệu mốt của anh. 6 cây 2 triệu mốt. Ừ. Bao sóng bao ship toàn quốc. Bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi, mình qua lô 2 ha. Lô số 2. Giờ đó cây bự trước đi, cây nhỏ sau đi ha. Vậy đi. Cây này em thấy nó bự bự nè. Này lô này mình mấy cây? 6 8. Một quanh 17. 6 cây luôn. 6 phải không? Ừ. 17 em này. Ừ. Cây này út bé nhất nè. Đo đại cây này luôn đi. Cây này cái bé mình để giữ ha. Ừ. Này 12 ha. 12. 12 tới hồi nãy mười mấy qua là 16 vậy. 16 17 gì đó. Em thấy cũng nó cũng đều đều nha, nó có 10. Đó là nhiêu. Này đó là 10. 16 yếu. 16 yếu. Không tầm tầm vậy cô chú anh chị ơi. 6 cây lô số 2 ha. 6 cây lắc ha, hai cây trực này không có không? Không. 6 cây đem vô lô 1.4 triệu cô chú anh chị ơi. Đẹp đẹp không à? Rồi, 6 em lắc này như cái gì? 1.4 triệu ha. Ừ. Rồi. Rồi em này có 7 cây mà em tính 6 cây thôi, tặng cây luôn. Em út bé này em bỏ ha, em tặng luôn cho mấy anh là mua 6 cây này em tặng thêm một cây này luôn. Này 14 rưỡi. Em bự nè. Em bự này. 19 yếu 9 xíu. Yếu xíu. Nó cũng tầm đều đều không à cô chú anh chị. Ok út bé này nữa nè. Đó, nó 12. 12. Rồi 12 tới 19 cô chú anh chị ơi. Nó cũng đều đều có cây đó 12 lại hơi nhỏ thôi, còn nhiêu nó cũng tầm vừa. Đều đều ha. Ừ. 14. Chắc 14 không á. Đúng rồi, 14 có hơn 15. Sao cái này? Sao cái này vô luôn có 1.2 triệu à cô chú anh chị ơi, là 7 cây á. Tặng em này bán đổ giữ gì đổ xuống cũng được. Em này về làm dán đổ xuống xíu vậy. Cắm đầu nó xuống. Bán đổ. Rồi. 1.2 triệu, 6 cây, 7 cây này 1.2 triệu của chú rồi, anh chị, bao ship bao sống luôn. Rồi mình ra cái lẻ ha. Dạ. Rồi lô em vô lô tiếp theo là lô số 5. Ủa cây số 5 lẻ của chú anh chị. Sao 5? 1 2 3 tới 4 chứ. Số 5 sao anh ghi số 5 đây? 5, 4 bên đây. Rồi, số 4 ghi chưa giống số 7 quá trời. Rồi số 4 nha. Rồi cái... Rồi số 4 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao nó là 70. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành nó 22, 22 rưỡi. Rồi tính 22 hoành. Rồi cây này 9,5 rưỡi bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Nó co lắc nè, tay cành trên có luôn á cô chị. Qua wow, trời bộ đế này cô chú anh chị ơi. Đế thì quá xa cô đế này. Hết nói bộ đế luôn. Cộng bự bự thôi bự không à. Ừ. 950 ha. 950 mà em bao ship toàn quốc mã số 4 nha. Rồi, xuống cây luôn. Cây nào ủng hộ em cô chú anh chị tiếp tục mã số 5. Số 5. Số 5 chiều cao 67.
Hoành 24 đúng luôn cô chú chị. 24 của anh. Rồi xúc thước luôn. Tay cành đây quý vị, 1 2 3 4 5 cái ha. Qua wow, chị chi sẵn rồi nè. Trời cái nem vô lô 900 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Để luôn. Qua wow, trời nồi đế cũ đặt luôn á. 900 em bao ship toàn quốc mã số 5. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 6 một em trực. Trực cũ đế quá xá nè. Chiều cao 95. Nói chung hàng này là hàng hàng mai đế, đế đẹp không của chú chị. Hoành 22,5 tính 22. Rồi. Rồi mã số 6 này em vô luôn cho cô chú anh chị mình 650 luôn. Đế được nó. Bán rẻ bèo luôn. 650. Bao ship luôn. Mã số 6 650 bao ship toàn quốc luôn của chú anh chị. Rồi, cái đẹp quá. Okay. Qua trời cụ đế đẹp. Mã số 7 ha. Mã số 7 luôn. Mã số 7 chiều cao 77. Hoành thân là 30 đúng rồi cô chú rồi, chị. 30 hoành. Rồi mã số 7 em vô luôn, 1,6 triệu em bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Không nghe, 30 hoành, 1,6 triệu bao ship. Có vẻ dính luôn anh. Cái này anh chị không ưng cắt gì cắt bỏ bỏ luôn. Để nó xấu quá. Cắt kéo xuống cũng được mà. Kéo xuống cũng được, mấy cắt bỏ luôn cũng được cô chú anh chị. Rồi về cắt cắt ngầm kéo xuống cái gì? 1,6 triệu ha. 1,6 triệu bao ship. Là cắt ngầm kéo xuống nó đẹp chứ có gì. Rồi, qua cây mới luôn. Tục qua mã số 8. Rồi, số 8. Chiều cao nó 60. Hoành thân 27 đúng không cô chú anh chị ơi? 27, đế lực quá ha. Qua wow, trời cái đế bộ đế hết hồn luôn cô chú anh chị. 27 hoành. Vậy đế nào cái gì? Đế rất lực. Qua wow, bộ đế luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đây em vô luôn 1,1 triệu bao ship luôn cô chú anh chị ơi. 1,1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 8. Rồi, giờ tới mã số 9. Tục mã số 9. 9 chiều cao nó 82. Hình bự ha. Hoành này 36 nè cô chú anh chị. 36 đúng luôn ha. Ừ. Cũ. Cũ là 46 luôn. Nào 46 luôn. Mã số 9. Mã số 9 của chú anh chị. Rồi em giao lưu 2,2 triệu em bao ship luôn cô chú anh chị ơi. 36 hoành. 3 triệu 36 hoành mà có 2,2 triệu em bao ship toàn quốc luôn. Qua wow, trời cây to cô chú anh chị ơi. Nó to là to. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 10. 10. Rồi chiều cao nó là 90. Hoành nó là 28. 28 có hơn của chú anh chị. 28 hơn. Đến 28 hoành như vậy. Rồi, thân cành của diện giống như kỹ thân cành ha. 28 hoành. Rồi cái này em vô luôn 1,4 triệu em bao ship của chú anh chị ơi. Rồi, để đây quý vị. Qua đỉnh luôn. 1,4 triệu, 28 hoành để nơm cộng lực. To ghê không? Có rồi. Dáng có cây nhánh ra bay cành phóng ra kìa. Rồi, qua cây mới luôn. Mã số 11. 11 để cộng lực quá ha. 11 chiều cao nó 64. Trời ơi, cây là đẹp quá cô chú anh chị. Hoành thân 27. Rồi, 27 dư luôn. Rồi cây này quái quá ha. Rồi 1,4 triệu bao ship toàn quốc luôn, 27 hoành 1,4 triệu. Đế lực quá ha. Đế lực, đế đẹp luôn. Đế rất là lực. 1,4 triệu mã số 11. Rồi, xuống cây luôn. Mã 12 luôn. 12 em chà bá luôn. Luôn. 12 chiều cao 77 luôn. Hoành thân đó là 32 luôn cô chú anh chị. Yeah. 32 yếu mắt ha. 32 yếu một nấc một. Một nấc một à. 32 hoành. Để sổ dài luôn nè quý vị. Rồi cái này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 2,2 triệu luôn cô chú anh chị ơi. Sổ dài mà cộng bự. Qua wow, trời to ghê không? Bàn tay em để vô không xin nê vậy cô chú anh chị ơi. 2,2 triệu ha. 2,2 triệu bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 14, bỏ 13 của chú anh chị. 64. Chiều cao 68. Hoành 21 có hơn. Rồi, rồi mã số 14, em vô lưu 700 bao ship toàn quốc luôn của chú anh chị. Bộ đế đẹp luôn nè. Để đây. Mã số 14, 700 rồi cô chú anh chị ơi. 700. Có được cây nào ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. 700 bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo luôn. Mã số 15. Rồi chiều cao nó 79. Hoành thân đó
cái 27 hả? Hả? 27 không? Tháng 27. Rồi 27 của anh. Không đo đo lại chiều cao coi em có nhìn lộn không? 79. Không phải 79. Nhìn lộn không? Mã số 15 nha cô chú anh chị, 1.2 em bao ship toàn quốc luôn. 27 của anh. 27 của anh có 1.2 à cô chú anh chị ơi, trời ơi cây đẹp to nữa. 1 triệu tôi cũng đặt ha. Wow, trời. Đế rất là lực ha. Trong bộ đế nữa không? Tay em để xuống không cine gì á. 1.2. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 16. 16. Chiều cao 65. Hoành thân 20. 20. 20 rưỡi của chú anh chị ơi. 20 hoành. Rồi cái này em vô lô 650 luôn của chú anh chị. Để mã số 16 650 bao ship toàn quốc luôn. Rồi, qua cái mới luôn. Tục mã số 17. Rồi, 17. 17 chiều cao nó 75. Hoành đó là 25 của chú anh chị. Rồi, 25 hoành. Rồi 650 cái này luôn. Đây đẹp luôn, có 650 luôn của chú anh chị ơi. Rồi, mã số 17. Đây, đế lực không là quý vị ơi. Đế đẹp luôn. 650 luôn. Ship tới nhà rồi nha quý vị. Bao phí luôn nha. Qua trời, nhanh tay ủng hộ em đi nha cô chú anh chị. Còn về cây bán luôn. Hết luôn cô chú anh chị mình ơi. Mã số 18. 18. Rồi chiều cao nó là 76. Rồi. Hoành đây 29 hoành của chú anh chị ơi. Khoan 28. Ủa 28. Lộn 28. Tính đàn vàng hình kia hơn sen nữa rồi. 28 hoành. Hoành nha quý vị. Mã số 18, 28 hoành của chú anh chị ơi, 900 bao ship luôn. Để ngay quý vị. Nó mạnh quá, mới đây mà ra tượng hết trơn rồi cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 19. 19 bên đây. Chiều cao nó là 54. 54 cao. Hoành nhỏ đây. Hoành đó 18. 18 hoành. Rồi cây này em cho luôn cho cô chú anh chị mình 450 luôn nè. Trời ơi bán rẻ bèo luôn, 450 luôn. Rồi xuống cây luôn. Bao sóng và bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Qua rồi bộ đế hết nói luôn. Mã số 15 chiều cao 80. Ủa mã số 20. Mã số 20 lộn. Mã số 20. Đây lộn tùm lum cô chú anh chị ơi. Rồi cái hoành luôn. Hoành là 31. Rồi 31 dư. 31 hoành. 31 hoành cô chú anh chị ơi. 1.3 bao ship luôn. Cái 31 hoành có 1.3 mà để điều trên đây quý vị. Đó. Wow, trời quá đất luôn, bán rẻ bèo luôn. Em này đúng là hoành to chứ nhỏ thiệt luôn. Đúng rồi, hoành to chứ nhỏ luôn, 31 hoành có 1.3. Đó, chốt gấp đi quý vị. Cây này cũng chốt là thôi luôn cô chú anh chị ơi, quá rẻ luôn. Quá rẻ rồi. Rồi, mã số 21. 21 chiều cao 76. Rồi. Hoành thân 20. Rồi, 20. Mã số 21 hoành 20. Rồi cây này 500 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi để đây. Để đẹp luôn. 500 bao ship toàn quốc luôn. Rồi 500 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 22. 22 em bình to nữa đây. To. Chiều cao 76 luôn. Mình to bán giá nhỏ luôn cô chú anh chị ơi. Đo bây giờ 32 ha. Rồi 32. Đo giống vậy thì nó lại 35. 35 á. Đo ngày cổ 35. Ngày cổ là 35 hoành đó. Cô chú anh chị muốn ưng kem mà ưng sao đó cũng được. Mà em bán giá ghi sẵn rồi. Giá ghi sẵn. Rồi. Để đây. Cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 2.3 bao ship cô chú anh chị ơi. Rồi 2.3. 2.3. Bao ship toàn quốc quá trời bộ đế luôn cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 24 đây. 24 bỏ 23 nha cô chú anh chị. Chiều cao nó 75. Hoành đó là 29. 9. 29 hoành. 9 hoành. 29 hoành cô chú anh chị ơi. Rồi cây này em vô luôn có 850 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Để bắp không này ha. 29 hoành có 850 bao ship luôn.
Cây này cũng hoành to giá nhỏ nè. Rồi, cây luôn. Rồi mã số 25. Con cành đổ luôn. Rồi chiều cao 59. Có cành đổ luôn ha. Đổ luôn. Rồi hoành nó 30 yếu xíu, tính ra 29. 29 hoành nha quý vị. 29 hoành của chú anh chị ơi. Này có cành đổ ha. Qua wow, trời, có cây có nha, cái rễ này. Rễ hết bự luôn. To là to luôn. Rồi cây này em cho luôn 1 triệu 3 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rễ 29 hoành 1 triệu 3 cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Có cây nào được ủng hộ em nha cô chú anh chị. Số tiếp theo 26. Chiều cao 72. Hoành 24. Rồi, 24 hoành, bề đế dưới bự ha. Quá sức cực bề đế luôn cô chú anh chị ơi. 24 hoành, mã số 26, em vô luôn 1 triệu, bao ship, bao sống toàn quốc luôn cô chú anh chị mình đây. À, bề đế bự chảng luôn. To là to luôn. Gì ơi. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 27. 7. 27 chiều cao 60 đúng luôn. Hoành nó là 26. Mã số 27 hoành 26 của chú anh chị ơi. 26 hoành 850 bao ship toàn quốc luôn. Quá wow, rẻ luôn. Nhanh tay chốt cây này luôn cô chú anh chị ơi. Quá đỉnh đẹp luôn. Mấy trăm? 850 à? 850. Rồi. Bao ship và bao sống luôn. Mã số 28 luôn. Mã số 28. Chiều cao nó 65. Hoành thân nó là 20 của chú anh chị ơi. Rồi, 20 hoành. Rồi cây này em vô lô 600 luôn cô chú anh chị ơi. Để luôn nha quý vị. Để kính quá, hàng này cũng bao sống bao ship luôn. 600 nha quý vị. Quá đẹp luôn. Rồi. Quá cây luôn. Đi. Số 29 ha. Đế cụ đặt không rồi cô chú anh chị ơi. Chiều cao nó là 71. Hoành thân 27 cô chú anh chị. Rồi, 27 hoành. Mã số 29 hoành 27. Rồi cây này em vô luôn 1 triệu 2 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Không biết dễ ha. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây luôn. Bao sống mà bao ship luôn. Rồi, mã số 30. Mã số 30. Chiều cao nó 80. Hoành nó là 26. Rồi, 26 hoành. Mã số 30, hoành 26, 650 bao ship luôn. Quá rẻ, còn vài cây bán rẻ cho cô chú anh chị mình chốt về ghép luôn, về để về chơi cũng được mà em thấy bông cũng đẹp. Rồi, quý vị muốn thay đổi mặt bông thì ghép ha. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 31. Chiều cao nó là 69. Rồi. Hoành 21. Mã số 31 của chú anh chị ơi. Rồi cây này giao lưu 600 luôn nè cô chú anh chị, 600 bao ship toàn quốc luôn. Quá đẹp luôn. Chi cành đều luôn. Rồi, xuống cây. 600 bao ship mã số 31, mã số 32. Chiều cao nó 78. Hoành thân 24 đúng luôn. Rồi, 24 hoành. Mã số 32, 700k bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Đế gì, nghe kỹ đế ha. Rồi, 700 là cái gì? Mã số 32. Rồi, qua 33 luôn. Qua mã số 33. 34. Bỏ 33, chiều cao đó 75. Hoành thân nó là 25. 5. Mã số 34. Rồi cái này em vô luôn có 800 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Quá đỉnh luôn. Rồi 800 ngàn. Số 34. 4. Rồi. 800. 800. Rồi qua 35 luôn. Rồi mã số 35 chiều cao 79. Hoành đó là 28. 8.
Mã số 35 đúng không? Đúng. Mã số 35. Hoành 28 cho lô 900 luôn cô chú anh chị ơi. Cây quái đẹp luôn ha. 900 em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cây đó. Rồi mã số 26. 36. Ở 36. Lộn hoài à. Chiều cao nó là 66. Hoành nó là 25,5 cô chú anh chị ơi. Rồi, 25 hoành. Rồi cây này em vô lô cho cô chú anh chị mình 700 luôn nè cô chú anh chị, 700 bao ship luôn. Cây đế quá trời đẹp. 700 à. Mã số 36 700k bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi, chỉ cần điều luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 37. 37 chiều cao nó là 82. Quành thân đó là 29 đúng. Rồi, 20. Ủa 28. Tính vàng vàng 28. Rồi 28 quành nào quý vị ơi. 28 với 29 nó dính dính với nhau. Gần một xen chứ nhiêu. Rồi mã số 37 của chú anh chị ơi. Để hàng kính quá nè. 28 quành em vô luôn có 1,2 triệu bao ship luôn. Rồi xuống cây luôn. Này giá quành to giá nhỏ không? Quành to giá nhỏ luôn mã số 38. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 84. 40. Hoành thân 24. Rồi. Bữa nay hoành to giá nhỏ thiệt. 600k bao ship luôn á nha cả nhà ơi. Để đây. 600k luôn. Mã số 38. Wow, trời đế đẹp không? Hôm nay quý vị cắt bỏ cùng để ôm nó cũng được ha. Chơi cùng để bự bên kia. 600 mã số 38. Rồi, qua cây 39 luôn. Chính em tượt này ra mập mập luôn ha. Chiều cao 64. Hoành đó là 25. Rồi 25 hoành. Cái này 700 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi để quý vị. Trong vòng đế nó đi. Xuống cái này lên cái đó đi. Rồi mã số 39 cô chú anh chị ơi. Ừ. 39 ha. Ừ. 40 của clip của em nha cô chú anh chị nè. 39 700 ngàn 700 40 của clip của clip cái gì mưa một cây đẹp luôn cô chú anh chị ơi, chỉ cành đẹp, bộ đế đẹp luôn, đế đẹp tại cành đẹp. Chiều cao nó là 89. Hoành hoành là 30 đúng cô chú anh chị ơi. 30 đúng đây. Cho 30 luôn để như khen. Trời, độ sổ đế là 31. Rồi, 31. Rồi, xây luôn. Quá trời, một nồi đế quá đỉnh luôn. Cậu rễ xuống là 31 ha. Không cái nồi. Rồi, nồi, nồi cô chú anh chị ơi, coi tham khảo. Nồi đặt này 79 nè. 79. 79 đẹp luôn á cô chú anh chị ơi. Mã số 40 của cuối clip của em nha. Đế cũng 79 luôn. Quá đỉnh luôn. Cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 2,5 triệu bao ship toàn quốc. Cây cuối clip của em luôn cô chú anh chị ơi. 2,5 triệu ha. 1,5 triệu bộ đế đẹp và tàn đẹp luôn, chỉ cần điều luôn. Rồi. Hết ha. Dạ, hết rồi, em cũng không có gì hơn, cũng y như cũ thì chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe hết ha. Rồi coi hết clip và cây nào được ủng hộ em hết cô chú anh chị. Rồi em chào cô chú anh chị.